Hi, chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục với phần shopping phần 5. Hôm trước chúng ta đã đi được 4 phần rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ sang phần 5. Phần 5 này thì tôi trình bày cách chúng ta lấy template để mà chúng ta áp dụng vào trong cái shopping của chúng ta. Việc làm thêm một cái tạo ra một cái bảng cơ sở dữ liệu ở bên trong của database, thì cái bảng này nó sẽ dùng để phân loại mặt hàng. Đấy thì chúng ta mới có bảng sản phẩm chứ có bảng sản phân loại. Thì bây giờ chúng ta sẽ bổ sung một cái bảng phân loại vào. Như chúng ta đã biết thì chúng ta vào cái shopping chúng ta phần vào phần product. Thì trong phần sản phẩm product của chúng ta thì chúng ta nhìn thấy là có item code, item name. Vậy thì chúng ta phải cho một cái category để nó phân loại, là ví dụ điện thoại thì đi vào với mặt hàng điện thoại, tủ lạnh vào với tủ lạnh, máy giặt vào với máy giặt, vân vân. Thì chúng ta sẽ tạo một cái bảng table mới. Đấy, chúng ta sẽ tạo bằng tay ở đây cũng được. Thì chúng ta ghi là ID category. Cái này các bạn có thể để kiểu nguyên cũng được. Đấy, chúng ta kiểu để kiểu in. ID category và chúng ta cho một cái này là khóa chính. Sau đó thì chúng ta ghi là category name. Cái này chúng ta là để tên của nó, là chúng ta có thể dùng là text. Đấy. Rồi. Chúng ta sang phần đây, chúng ta ghi là hình ảnh. Ảnh các bạn để va chạm cũng được. Đấy. Ở trong cái phần này, trong cái phần khóa này thì các bạn để cho tôi chữ auto increment nhé. Đấy. Sau khi tạo xong rồi thì chúng ta ghi vào, chúng ta ghi ở đây là category là mặt hàng của cái sản phẩm. Và bây giờ chúng ta sẽ vào trong phần trường, trong cái bảng product, chúng ta sẽ thêm một cái là ID category. Chúng ta insert vào lên trên đây nhá, chúng ta insert lên trên này. Đó, cái này chúng ta có thể là item code, chúng ta có thể là key vào đây, và chúng ta có thể thêm một cái nữa là chúng ta add file vào đây. Chúng ta cho vào đây là một cái là ID category. Đấy, in. Ok. Sau khi xong cái này rồi thì chúng ta mới ghi lại, ta up nó lên nhé. Các bạn có thể là up cái này lên để cho nó lên trên. Đấy, chúng ta cho nó mua up. Rồi, mua up lên. Để đặt cho nó gần thôi, các bạn để đâu cũng được, nhưng mà tôi muốn đặt nó gần ở phía trên để nó tham chiếu đến cái loại hàng. Ok, xong. Sau khi xong rồi thì chúng ta ghi cái này vào. Đó, chúng ta ghi cái này vào. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái template bằng Bootstrap Studio. Chúng ta tạo để chúng ta thêm được các mặt hàng vào bên trong. Rồi. Rồi chúng ta bật với cái Bootstrap Studio lên. Như hôm trước của chúng ta thì chúng ta ra một cái trang chính.
gồm sâu các loại hàng. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái làm, tôi ghi là phần này là phần ở product. Đấy. Và chúng ta sử dụng một cái template mẫu ở trong này. Chúng ta sử dụng template mẫu ở đây. Đấy, tôi chọn cái này nhé các bạn tạo. Ok. Rồi. Cái phần này ở đây chúng ta thay sau giống như chúng ta lấy trang chủ bên kia. À, chúng ta lấy trang đã có rồi. Thế thì sản phẩm của chúng ta ở đây, ví dụ như là tôi muốn bây giờ tôi thêm cái trang khác vào, thì các bạn vào đây các bạn chọn cho tôi là new template. Đấy. Ở đây tôi muốn là chọn một cái dãy hiển thị lên các sản phẩm. Ví dụ ở đây tôi chọn mẫu này là phân loại. Đấy, tôi tạo, các bạn chú ý là chọn vào đây nhé, và ép cái này vào để nó phân loại. Đấy. Đấy, các sản phẩm thì ví dụ như là đây là cho tivi, đây cho xe máy, đây cho điện thoại, vân vân. Sau khi chúng ta nhấp vào đây thì nó chuyển sang cho chúng ta là toàn tivi hoặc toàn tất cả là tivi, tất cả là máy giặt, tất cả là tủ lạnh, tất cả là iPhone, tất cả là iPad, vân vân. Thì khi ta nhấp vào một chủ đề thì nó sẽ ra được nhiều chủ đề. Thì cái này chúng ta gọi là một cái phân loại nhá. Rồi, các bạn nhìn thấy là chúng ta làm template thì nó nhanh hơn. Rồi bây giờ tôi sẽ cho một cái chi tiết. New template tôi gọi là chi tiết. Chi tiết thì tôi sẽ sử dụng một cái phần đây. Đây là chi về chi tiết của một mặt hàng. Đấy, tôi chọn cái này. Ok. Rồi sau tôi add cái này vào, thêm tôi chọn chọn vào đây. Sau chúng ta sửa sau. Đấy. Thì trong một mặt hàng ví dụ như là iPhone, đây là iPhone này, Apple này, Samsung này, Xiaomi này, đấy, thì chúng ta sẽ cho vào đây thì nó sẽ hiện ra danh sách của từng loại ra đây. Rồi xong cái mà chúng ta tạo ra một cái mặt hàng thì bây giờ chúng ta sẽ thêm những phần chi tiết vào cho nó. Ví dụ như chúng ta ấn vào một cái mặt hàng thì nó sẽ ra chi tiết. Đấy. Thì cái này chúng ta sẽ chọn thêm một cái nữa. Tại đây chúng ta sẽ chèn một cái chữ là chi tiết vào hoặc button vào, thì chúng ta có thể vào studio. Đấy. Tôi cho một cái nút là button chọn chi tiết. Tiết cho cái này. Đấy, chi tiết nhé. Rồi cần chuẩn D, các bạn lại dê cái này sang đây. À, các bạn cho nó xuống. Cần chuẩn D ta làm luôn thì tí ta đỡ phải paste ở bên trong. Chúng ta cho tiếp vào cái này vào đây. Ctrl D. Ctrl D là để nhân đôi đúng không các bạn, duplicate chúng ta cho vào đây. Đấy. Ở vào đây. Sau đó các bạn lại Ctrl D tiếp. Các bạn cho nó sang đây. Bạn cho nó vào đây.
cần chuyên đề tiếp. Cho vào đây. Đấy. Xong các bạn lại tiếp tục cần chuyên đề tiếp để tạo một cái, ta sẽ làm đấy ba hàng đúng không? Rồi. Đấy. Ok nhá, xong rồi này chúng ta lại tiếp tục cần chuyên đề tiếp. Tạo ra một cái chỗ này. Cần chuyên đề tiếp, ta lại tạo ra một cái chỗ này. Xong. Bây giờ các bạn ghi cái phần này vào. Đây là mẫu cho chúng ta, chúng ta gọi sản phẩm là product. Đấy. Rồi. Sau khi mà chúng ta thêm cái này vào rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là chúng ta tạo cái chi tiết sản phẩm. Ta tạo vài về chi tiết sản phẩm, chúng ta lại vào đây, chúng ta new template. Rồi bây giờ chúng ta xem chi tiết sản phẩm chỗ nào, chẳng hạn như cái này thế nào. À, cái này thì có rồi, chi tiết rồi đó, chọn này. À, cái này cũng không đẹp lắm rồi, thôi ta cứ để đây tạm đây. Chi tiết là làm một trang sau. Đấy, rất là dễ đúng không? Sau các bạn xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái nhiệm vụ là ghi vào. Các bạn chú ý nhé, Bootstrap Studio cho chúng ta đầy đủ tất cả những cái này, đầy đủ tất cả những cái này. Đấy, tức là nó ứng với tất cả những các thiết bị như điện thoại, iPad, iPad, LG, màn hình máy tính, TV vân vân có hết. Đấy. Thế thì chúng ta để lớn như này, bây giờ chúng ta sẽ sửa chỗ này. Đó, chúng ta ghi đây là trang home, trang chủ. Đó. Rồi chúng ta đây sang đây là phần mặt hàng. Này. Chỗ này chúng ta ghi là chỗ bạn cho tôi tí nhé. Mặt hàng trợ giúp rồi, chúng ta có phần đăng nhập ở đây cuối đây, chúng ta ghi dần đúng không, ta ghi chỗ này là về sau các bạn có thể xóa sửa được thoải mái. Đấy, ta ghi kỹ vào vì cái máy tính của tôi nó là đời thế hệ Core i3 từ ngày xưa cho nên là nó hơi chậm, các bạn cũng thông cảm. Bây giờ ta làm cái chuyện đó. Các bạn sử dụng Bootstrap thì các bạn có thể tạo ra được rất nhiều cái template hình ảnh khác nhau và đẹp hơn như nhau. Đây là tôi dạy các bạn, tôi làm nhanh thì chúng ta sẽ ghi cái này vào. Chúng ta ghi cái này vào. Rồi. Chết rồi. Đây chúng ta có đủ rồi.
Bây giờ chúng ta mới làm việc là chúng ta export. Các bạn export nhé, các bạn chọn cho tôi là lên trên này chúng ta ghi là shopping, chúng ta ghi là phần ta tạo một cái thư mục mới tên là product. Đấy, product phần này chúng ta cho đây chúng ta select folder này lại. Rồi sau đó thì các bạn ghi chữ save này vào. Phần bây giờ các bạn sẽ export. Đấy, các bạn nhìn thấy trang đang export ra, nó render ra cho chúng ta JavaScript, jQuery, Ajax, vân vân, tất cả có những gì là nó sẽ đưa ra hết và chúng ta chỉ việc sử dụng thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tắt cái phần mềm này đi. Tắt phần mềm này đi. Đóng lại. Rồi, ta đóng lại xong rồi thì bây giờ các bạn sẽ mở cái phần shopping ra. Tôi để trên desktop đây. Đấy, ta mở cái này. Tôi chọn cái chỗ là product. Tôi copy đưa vào ổ C. Đấy, tôi chọn gen đưa vào đúng cái thư mục HTTP của nó. Rồi bây giờ các bạn sẽ đưa vào tới cái shopping. Chúng ta nhìn nha, trong đây có rất nhiều phần tôi lập trình. Bây giờ các bạn vào phần public, public ở phần shopping đây. Thì bây giờ chúng ta paste phần product ra. Đó. Ok. Sau paste phần product ra rồi thì các bạn yên tâm, các bạn lập trình thôi. Ta mở cái này lên. Nó mở PP Storm 2019.2. Bản này mất tiền các bạn ạ. Bản này các bạn phải đăng ký và các bạn phải nộp tiền cho họ. Và với cái PP Storm này thì tuyệt vời. Bạn không phải chê vào đâu được. Bây giờ ta đóng cái dự án gì anh này lại. Tôi đóng lại. Tôi đóng lại và tôi mở cái shopping này. Rồi thì bây giờ các bạn nhìn thấy chỗ view nhé, các bạn nhìn chỗ view là welcome. Đấy, welcome shopping thì chúng ta muốn cái menu nó lên trên này thì chúng ta để lên trên này. Cái phần setup header rồi vân vân thì tôi đã làm rồi. Bây giờ chúng ta chỉ tạo cho tôi một cái thư mục có tên là sản phẩm. Đấy, tôi đặt đây, tôi đặt phần này là product. Đấy, product vào đây. Sau đây tôi đặt product vào đây rồi thì chúng ta có thêm một thư mục này và các bạn quay vào phần public thì các bạn nhìn thấy phần shopping xong phần product đây. Đấy, thì từng cái một nó sẽ có dính vào đây. Ví dụ bây giờ tôi muốn làm một cái nhá, phần
muốn là một cái size, cái size 3 này là cái chi tiết này. Còn cái này chính là cái mà phân loại các sản phẩm. Vậy thì trong này chúng ta sẽ làm một việc như sau. Ta kéo cái này lên, thả nó vào trong product nhé. Thì các bạn kéo như này, thì tôi giải thích tại sao. Khi kéo lên thì toàn bộ cái tham chiếu về bootstrap nó nằm ở asset này, nó được tham chiếu đẩy lên cùng. Tức là khi ta đưa vào đây thì nó vẫn giữ nguyên. Đấy. Và các bạn nhìn thấy trong phần này ta đã có một cái đầu tiên, đó phần product của chúng ta ở trên phần trên. Đấy, nó tham chiếu chưa? Đấy, nhá. Rồi, tức là đường dẫn của chúng ta đều chuẩn luôn. Đấy. Thế bây giờ để làm cái việc này thì tôi sẽ làm cái phần, tức là tham chiếu đã. Bây giờ các bạn nhé, file này HTML thì không thể chạy được, tức là có chạy nhưng mà ta không dùng vào cái việc mà chúng ta gán dữ liệu, thì chúng ta save cho tôi sang một cái file gọi là sản phẩm .php. Các bạn chú ý nha, cái này giống như Laravel thôi, nó còn có thể làm lồng nhau, tức là view lồng view rồi view tại chỗ như thế nào và chia nhỏ các view ra sao, câu giống như là chúng ta separate nó ra rất nhiều, vì bản 4 này là nó chia nhỏ được tại vị trí nào ta cần thì ta chỉ cần copy phần đó thôi. Những bạn mà quen cái từ là sản phẩm chấm blade chấm php thì nó cũng là vậy, nó bản chất của nó vẫn là file php, nó chẳng có gì hơn cả. Nhiều lúc các bạn quen lập trình Laravel các bạn cứ hoành tráng vậy thôi, chứ còn tôi thấy là hai thằng như nhau. Và cái Laravel thì chạy vô cùng chậm đấy. Ở đây các bạn cho tôi một cái thằng này nhá, để giữ nguyên những cái tham chiếu cho nó đúng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghi vào cái file sản phẩm này đã, bằng bay username. Đấy, các bạn cắt cho tôi từ chỗ này. Đấy, public, và các bạn cho tôi cái phần phần này cho tôi. Đấy. Để nó lấy cái bootstrap nha. Còn chỗ này, chỗ nào mà có phần liên quan đến thư mục thì các bạn làm như vậy. Máy của tôi nó hơi chậm quá. À, bây giờ tôi tắt cái này thì đã, để cho nó chạy nhanh. Tắt cái là bị ghét lại, mất hết cả mình. Thực sự thì tôi cũng muốn nâng cấp máy tính nhưng mà tôi sẽ để kế hoạch đó sau. Okay, xong phần đầu. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển xuống phần dưới. Sau đó chúng ta phân loại ra, chia nhỏ chúng.
Cái này có nghĩa là nó tham chiếu cho chúng ta đến cái thư mục chứa cái thêm JS này nhá. Bootstrap min JS nó đều tham chiếu vào. Rồi, thế là bây giờ chúng ta đã xong cái phần phần đầu tiên. Bây giờ tôi mới làm một cái việc, tức là file header như nào vân vân, để chúng ta sau này ta chạy cho nó chuẩn. Đấy. Ok, xong bây giờ chúng ta sẽ từ cái file sản phẩm này tôi sẽ xếp S sang file header và footer. Đầu tiên ta đã làm như thế đã. Header. Footer. Blade ấy, giống các bạn như thế. Rồi bây giờ ta vào phần header. Header đến đây rồi thì tôi chỉ cần chạy đến phần na thôi. Đấy, cái phần main này thì thôi. Để các bạn nhìn thấy là từ đây trở đi là ta sẽ coi như đó là phần đây là ra phần ảnh, đúng không? Các bạn thấy tham chiếu tại đây ra những cái ảnh. Vậy thì ta từ chỗ này, từ chỗ này nhé các bạn, bục phát sang dưới đây. Hoặc các bạn là có thể lấy template ở trên trên Bootstrap phía trên cũng được. Thì đây là phần header, tức là nó bao gồm cái menu thôi nha, nó không có gì cả. Đấy, đây là phần phần footer. Footer thì tôi cũng xóa đi từ cái chỗ này. Phần sản phẩm ở giữa. Giữa thì đây tôi xóa đến đây. Còn dưới thì thì ta sẽ có footer này, header này, sản phẩm. Đấy là phần về sản phẩm của chúng ta. Bây giờ ta sẽ đổi nhé, đổi controller chuyển qua welcome đưa sang phần đây. Thì các bạn nhìn thấy vào phần home. Home thì sẽ không là welcome nữa, đúng không? Rồi, bây giờ các bạn sẽ nhìn vào trong này. Các bạn thấy là trong phần này gồm có 3 phần: footer, header, sản phẩm. Thì cái bay controller này tôi sẽ xử lý nó sau. Đấy, ta sẽ mở cái này ra nhá. Rồi các bạn ghi cho tôi là phần product. Đấy, các bạn ghi là rồi tiếp theo là đến sản phẩm. Đấy. Đây các bạn, đây các bạn xóa từ return đi, các bạn ghi echo. Đấy. Rồi bây giờ ta sẽ copy cái này ra làm ba cái. Cái đầu tiên thì các bạn cho là header. Cái thứ hai là sản phẩm, cái thứ ba là footer. Cũng giống như là include ở bên trong chúng ta, ở trong cái thằng extend include rồi year. Trong Laravel thì chúng ta nhìn thấy ở đây. Bây giờ thì tôi sẽ chạy cái sàn chạy cái đó thì nó đã hiện lên chưa. Rồi bây giờ các bạn nhìn nhé, các bạn nhìn thì các bạn sẽ thấy
ở Localhost. Shopping public này. Chúng ta nhìn để đợi xem nó lên nhé. Đấy, chúng ta nhìn thấy đấy. Ok rồi. Đã xong những cái này cái ảnh nhá, ảnh ở trong phần dưới phần cái phần footer là ngon, phần header ngon rồi. Thì cái phần này là phần ảnh ở phần dưới thì chúng ta chú ý này. Khi đã chuyển sang đấy rồi thì bây giờ chúng ta đã là làm xong một cái trang. Thì các bạn chú ý cho tôi trong phần view này, phần sản phẩm này, phần sản phẩm. Lát nữa thì chúng ta sẽ để ý thấy là cái phần sản phẩm này. Đấy nha. Phần này là tôi sẽ để đẩy trong code sau. Còn nếu mà các bạn muốn cho hình ảnh nó ra nhé, ví dụ các bạn có thể tạo như này, các bạn thấy hình ảnh của nó nhé. Hình ảnh sau về sau tôi sẽ dạy các bạn cách đẩy hình ảnh lên thư mục, lên lên hot. Thì bây giờ chúng ta thử cái này nhé, chúng ta sẽ bằng template chúng ta là ngon rồi. Bây giờ tôi cho muốn cho một cái ảnh lên, các bạn nhìn thấy đây là cái ảnh mẫu, nó không có liên quan gì đến cái việc chúng ta làm sản phẩm cả, ta chỉ làm mẫu thôi. Đấy. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy này, bây giờ ta chạy lại view nhé, thì cái ảnh đầu tiên nó sẽ xuất hiện đấy, đây ảnh đầu tiên nó đã xuất hiện đây đấy. Chúng ta sẽ cho phân loại ra từng loại một. Đấy, bây giờ các bạn muốn xuất hiện nhiều thì chúng ta lại cho nó thêm một cái nữa vào đây. Nói chung là vì tôi cũng bận cho nên là lúc mà rảnh thì tôi lại tiếp tục dạy các bạn thôi. Các bạn yên tâm là nếu các bạn theo được cái coordinator này thì các bạn bền vững làm web bền vững mà đẹp. Thậm chí nó còn chạy tốc độ rất là nhanh khi mà đưa đến hot chuẩn. Các bạn biết là coordinator là tốc độ nhanh nhất hiện nay nếu so sánh về tốc độ của web. Còn các bạn làm Laravel thì nó là cũng là ngon, nói chung là ngon, nhưng mà phải hot ngon. Còn nếu không nó chạy chậm thì khách hàng người ta cũng chán, chẳng muốn sợ. Nó chậm như cái máy tôi đang dùng này. Đấy, nó chán, nó sẽ chán và người ta chẳng muốn xem nữa. Vì ai đi duyệt phải đợi hàng ngày như vậy. Cạnh tranh bây giờ các web luôn cạnh tranh mà chúng ta lại để cho nó chậm gì gì thì nó mà chậm gì gì thì làm sao mà chúng ta có thể ấy được, đúng không các bạn? Đấy, cho nên là muốn làm cái gì thì làm nó phải tốc độ nhanh và chính xác. Đây tôi cho thử thôi, còn sau này chúng ta sẽ thay sau. Đấy thì các bạn nhìn thấy là hình ảnh đã ra được ngon đúng không? Đấy, tuyệt văn vời đúng không? Rồi bây giờ tôi cho thêm tí nữa nhé. Đấy, các bạn làm full stack có nghĩa là các bạn làm
công việc vừa là front end vừa là back end. Thế thôi. Nó chỉ là vậy, tức là nếu mà chúng ta làm thì cái công việc chúng ta gọi là refresh là làm full stack thì chúng ta là làm tất chơi luôn từ đầu đến cuối, đúng không? Đây là tôi đang đặt cái chế độ ghi màn hình cho nên nó chậm vì nó tốn bộ nhớ cho phần ghi. Còn nếu mà không phải ghi màn hình thì cái này nó sẽ rất là nhanh. Làm xong cái bộ này các bạn nào mà làm được đồ án thì quá là ngon. Đấy, bây giờ các bạn nhìn. Sau này chúng ta cho vòng lặp chạy 3 phát 3 phát một ra các sản phẩm phân loại, đúng không? Tên cái này lát sau chúng ta thay đổi sau. Chúng ta nhìn thấy là Shopping Public đã ngon, đúng không các em? À các bạn, đấy, ta nhấp vào. Nhấp vào thì ta sẽ ra một cái trang nữa là toàn xe máy, toàn ô tô, toàn nhà cửa, toàn là những cái ấy. Đấy, chúng ta có thể làm như thế, phát triển được cái này. Rồi lại toàn là tủ lạnh, toàn máy khâu, toàn máy giặt, vân vân. Đấy. Đấy, chúng ta có thể ghi lên trên này một cái phần phần đây. Các bạn có thể ghi vào trong này, các bạn ghi ghi là mặt hàng có sẵn. Đấy. Bạn ngon, các bạn nhìn lại nhé, các bạn nhìn thấy này, nó đã thay đổi chúng ta một cái chức năng sản phẩm ngon. Mặt hàng có sẵn, đúng không? Ngon lành cành đào, ngon lành cành đào. Vì là tôi đang ghi cho nên nó rất tốn bộ nhớ. Các bạn thấy là cái việc này rất tốn bộ nhớ và tôi vào trong này tôi chỉ xem nào. Còn tải xuống. Phần tải xuống tôi xóa hết đi. Tôi đang tải về. Ngon rồi. Thế vậy hôm nay tôi kết thúc cái này ở đây nhé. Sau chúng ta sẽ cho buổi sau là tôi sẽ chuyển biến vào bên trong này, nó hiện lên hình ảnh của các sản phẩm của chúng ta. Rồi chúng ta đang chuẩn bị hoàn thành được cái việc mà bán hàng rồi. Đấy, các bạn có thể gõ thêm một cái chữ nữa ở phía trên này. Ở trong phần header. Đấy. Các bạn có thể ghi chữ là bạn ghi là cửa hàng rẻ nhất, siêu rẻ. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy là siêu rẻ của chúng ta đã lên đây. Đấy, chúng ta có thể ngon lành cành đào các bạn nhé, bút chat này. Đây các bạn vào điện thoại này, đấy, xuống đây nhá, đấy. Cái đó thì chọn này, đúng không? Rồi dịch ra nữa này. Đấy, thì chọn này, 2 cái, 3 cái, vân vân. Là cái hình ảnh nó chuyển cho chúng ta. Vậy tôi xin kết thúc phần trình bày Coordinator thứ tư phiên bản 4 nổi tiếng nhất bây giờ mà hiện nay là hiện tại. Đấy, nó không còn viết giống như phiên bản 3 nữa. Chào các bạn nhé, chúc các bạn một ngày vui vẻ và nhớ đăng ký và like cho tôi. Chúc các bạn một buổi tối ngày hôm nay vui vẻ hạnh phúc.